giờ này mà còn ngủ nữa. Anh Trấn. Anh Trấn. Anh Trấn. Cho ngủ thêm 5 phút nữa đi mẹ. Anh Trấn. Cái gì? Cái gì? Mẹ ngủ 5 phút nữa. Muốn ôm mẹ quá. Muốn ôm mẹ hả? Muốn ôm mẹ hả? Sao mẹ bạo lực với con vậy? Tại vì mẹ cho nên là mẹ được quyền đánh con đó. Ủa, sao mẹ kể vậy? Mẹ... hay quá ha. Dám kêu bằng mẹ của anh hả? Trời ơi, anh nằm mớ thấy mẹ. Mớ gì? Chuyện cấp bách tới nơi cháy luôn rồi kìa. Gì? Cháy? Ở đó còn nằm đó ngủ. Cháy đâu? Cháy? Cháy đâu vậy? Cháy đâu? Ủa? Cháy đâu gì? Ủa anh ơi, cháy hay là mất đồ? Anh tìm kiểu gì kỳ vậy? Cháy đồ gì? Nè cháy. Này, em muốn anh chết nha. Cái gì vậy? Quảng quá. Quảng gì? Cháy đâu, chỉ em coi. Cháy fan club. Cháy fan club? Ừ. Cháy fan club là trên mạng hả? Đúng rồi. Ôi sao mà hay vậy? Thần thánh phương nào mà lên trên mạng được phóng quả được? Trời ơi, sao không được anh? Chẳng những cháy à, cháy trụi mà còn nghe khét lẹt luôn nữa. Em nghe được mùi khét luôn. Em đánh hơi được. Em còn hơn thần thánh nữa. Chứ còn gì nữa? Gì? Nói gì không hiểu gì, nói gì rõ ràng luôn. Em nói chuyện với anh giống như nói chuyện với người trên trời vậy. Nè, nhìn đi. À, hey, những cái group nào nè? Nguyên một cái group mà tập trung rất là đông người nè. Anh coi bao nhiêu người nhìn nè. 100.000 người luôn. Ghê ha. Chắc là bóc phốt mấy hoa hậu mới đăng quang hay là ca sĩ nào nè. Đây có hình, đây gương mặt đại diện đây. Nè đó, chọn chữ bự lắm nè. Gương mặt đại diện đó. Anti ca sĩ Lạc Chấn. Tưởng ai? Ủa anh mà. Thì đó. Cái này là anh. Đúng rồi. Đưa anh chi? Chứ, còn nữa. Đây, để em đọc cho anh nghe. Đây nè, đây là cái group tổng hợp những cái post của ca sĩ Lạc Chấn. Bài viết dành cho thành viên mới đăng đây. Lạc Chấn từng là trai bao Thái Lan. Trai bao Thái Lan. Chấn động chưa? Sau một thời gian làm trai bao, Lạc Chấn gom hết vốn về Việt Nam làm ca sĩ. Trong lúc sự nghiệp đang rực rỡ, hắn ta đã làm một fan nữ có bầu và sinh ra hai em bé song sinh là Xuân Thắm và Xuân Thì. Xuân Thắm nghe được cái Xuân Thì nghe kỳ lắm. Ủa sao vậy? Lỡ 80 tuổi kêu Xuân Thì nữa hả? Vô duyên quá. Dạ chào bà Xuân Thì. Không, Xuân Thùy. Xuân Thùy chứ không phải là Xuân Thì. Xuân Thì thì được. Hồi nãy em đọc Xuân Thì phải không? Ừ. Đây, bằng việc chu cấp tiền nuôi con, Lạc Chấn còn đe dọa fan nữ phải im miệng, giữ kín chuyện này. Đây là thông tin bí mật. Ê, còn có người nói nữa nè, ông này ghê thiệt, đúng là không có bông tuyết nào trong sạch cả. Bông tuyết nào trong sạch cả? Đúng. Hay quá ta. Ha, anh thấy câu chuyện này đang tới hồi gây cấn nè. Ê, nói nghe nè Lạc Chấn, nếu như mà em không phải là người đi theo anh hết, chứ em nhiều khi em tin đây là cái tin thiệt luôn đó. Không có, tại vì anh thấy ngứa ngáy khó chịu quá. Nên anh... Ê. Gì? Ê, cái hình này nè. Đó, cái hình này nè. Tự nhiên lại có cái hình mà nó ghép hay dữ vậy ta. Nó ghép anh nè, chung với mấy bà già nè. Rồi anh mặc đồ tắm nữa, mặc đồ một mảnh nữa. Mấy bà mặc hai mảnh. Ủa mà cái lúc này là lúc nào vậy? Mà như nó ghép cái thân ông già hay gì á. Cái mặt anh. Ê, nhưng mà cái này ghép ok nha, nhìn rất là chân thật luôn á. Ghép hay ha. Ghép hay. Ê, còn có sơ đồ tư duy nữa nè. Màu đỏ là sự kiện mới đây của anh. Màu vàng là cái hồi anh mới vô nghề. Còn màu tím tím là cái thời hoàng kim của cuộc đời anh nè. Thư mời họp online hội bàn đào anti Lạc Sang Chấn. Thư mời hội online bàn đào Lạc Sang Chấn. Tụi này có cũng hài hước hài cốt ghê ha. Được rồi, anh đã có cách. Anh với em sẽ cùng nhau tham gia cái nhóm anti fan này cho nó sang chấn luôn. Yeah. Được chưa? Cống bị đi, chuẩn bị. Cống là được chưa? Rồi. Ngay đây phải không? Vô. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Chơi. Bay. Ui. Đau gì? Đau cái gì? Có làm gì mà đánh mạnh như vậy? Xong rồi. Mày điên quá à. Thấy không? Tụi anti bây giờ nó khôn lắm. Phải diễn là diễn cho tới. Cắt công tao mua cái áo giống y chang Lạc Chấn rồi diễn không tới cho tụi nó cười vô mặt hay gì? Ê, kỳ gì? Này ha, tấm hình này ha, đăng vô trong cái group anti đó à. Cộng với tất cả những cái trước kia, thằng này nó sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi đâu. Làm sao mà ngóc được? Mới nhoi nhoi lên là mày đạp nó xuống rồi sao ngóc được. Ê,
Mà cái vụ đợt trước á, công nhận ghê ha. Đúng rồi, kinh khủng thiệt. Phải vậy thôi, dư luận bây giờ là phải nghiêng về đó. Cái group đó bùng nổ lên cả triệu người rồi. Vậy bây giờ là họ chia sẻ, coi tao nói là nó lẹ còn như sóng biển, nó đánh một cái ao vô một cái, ao vô một cái. Tao nói chuyện đời tư ha. Còn bây giờ ha, hình này mà đi trễ, ức hiếp đồng nghiệp, đánh đồng nghiệp, sao ngóc đầu lên nổi. Sao ngóc được. Rồi, giữ mấy cái này đi ha. Giữ chứ. Về edit lại, chỉnh lại cho rõ ràng lên. Trời ơi, tao giữ mấy cái này là hết nghe không? Đó. Ủa, ở sân khấu ai đang sử dụng vậy ta? Ê, mà sao tự nhiên mở đèn vậy? Chạy 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 đi, chạy đi, chạy đi. Chạy. Xuống đèn đi mấy đứa. Phim thẳng đi, đi, đi. Tốn điện quá. Nó nghe nè. Gì? Mai mốt làm ơn kiếm cái chỗ nào mà nó đỡ mệt hơn được không? Trời ơi, hên nó bảo vệ mà nó phát hiện qua nó quánh chắc bòm đầu đó luôn á. Trời ơi, chú chút xíu việc mà làm gì mà than ghê vậy? Qua đây coi câu comment nè. Gì? Lạc lạc tàn ác. Nè. Nghệ sĩ tồi đánh đồng nghiệp. Một nghệ sĩ không xứng đáng được mọi người yêu thương. Ê, ghê vợ, ghê vợ, ghê vợ. Ê, con kìa. 7,000 mấy cái phẫn nộ luôn kìa. Trời ơi, comment vượt mặt lại luôn á. Này là 22 thành viên mới mà mới kết. Thành viên mới đó. Vì nước ngoài vậy đó phải không? Ừ. Ê, trả lời từng cái comment của mọi người luôn kìa. Có tầm lắm. Để kể coi thử thôi. Vậy nói vậy là cái kiểu hồi xưa là fan rồi, hiểu lạc chấn lắm nè. Thì đó. Giờ quay qua chửi luôn nè. Bây giờ quay qua chửi là thằng này nó cũng hồi xưa chắc cũng có thiệt á nghe. Ê. Bây giỡn đâu. Vậy tính ra mình không phải bịa đâu. Ừ. Mình lỡ nói cái chuyện xấu của ta thôi chứ không phải nói thì xấu đó. Người ta. Cái này là mình giống như là mình đang giúp khán giả thôi. Mình đang làm việc tốt hay không chứ không phải là mình làm việc xấu đâu. Ê, giờ tôi có ý này. Gì? Ẩu rồi đó ba. Gì vậy cha? Được không? Được. Thì bây giờ mày thấy mọi người không? Mọi người hưởng ứng tất cả mọi thứ nè. Thì bây giờ mình tổ chức một cái ốp fan. Một cái ốp fan, một cái bạc ti anti fan của Lạc Chấn. Bây giờ mày giờ comment thử cái cho vui thử, có mọi người ủng hộ không ha. Bây giờ tổ chức ốp fan anti. Trời ơi, like kìa nè, coi nhảy nè, coi nhảy tưng 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 nè. Ê, không ảnh hưởng gì tới mình đâu. À, có mặt tới đó đâu. Nghĩa là mình sẽ không có lỗi lầm gì hết. Đúng rồi, mình nói làm trưởng fan group mời mình tới. Được. Chơi. Chúng tôi cũng như Ly Nguyễn đã nói là chúng tôi không muốn nói về những cái xấu xa của Lạc Chấn. Tuy nhiên là chúng tôi cũng không có thể nào chịu đựng được để gọi là che lấp đi cái lòng thương của khán giả. Tôi là một cái người mà ở gần là với quê của Lạc Chấn và cho nên là tôi biết rất là rõ. Ly Nguyễn cũng có một tuổi thơ cũng không tốt đẹp gì mấy. Ủa? Lộn. Lạc Chấn.